Chào mọi người nhé, sau đây mình sẽ giới thiệu cách đổ mực thải máy đuôi 4, đuôi 5 này. Trước tiên mở cửa trước này, có hai gờ hai bên nhé, đẩy ra. Sau đấy thì bác mở giúp mình con ốc này. Sau đấy thì có một cái cá ở đây. Rồi rút ra giúp mình. Trước khi làm mọi người chuẩn bị giúp mình một cái tô vít bốn cạnh và một cái cuộn băng dính nhé. Sau khi đã tháo cái cụm thải này ra một khu vực trống thì mọi người dán băng dính vào cái khu vực này rồi kéo ngược lại giúp mình. Rồi như này thì cắt ra để nó giữ được cái cửa nó mở, cái nắp nó mở trong lúc mình đổ thải nhé. Dạ như thế là được rồi. Sau khi sử dụng xong thì sau khi đổ xong thì có thể tháo băng dính ra như bình thường. Thế là đóng lại nhé. Dạ được rồi.